Kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Tuần Giáo. Trong chương trình phát thanh hôm nay, sau phần tin chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn nội dung bài viết Tuần Giáo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 5 tháng 6, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Tuần Giáo đã tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và chuyên đề Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam cho quần chúng ưu tú khóa 2 năm 2020. Tham gia lớp học có 70 học viên là những quần chúng ưu tú, được các tổ chức Đảng lựa chọn giới thiệu đi học. Trong quá trình học tập, các học viên đã được tiếp thu những nội dung cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng ở địa phương, nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những nội dung cơ bản để phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, học viên còn được nghe thông tin thời sự và bồi dưỡng các chuyên đề giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp những quần chúng ưu tú nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng của Đảng, nêu cao ý chí rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó để sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc lớp bồi dưỡng, 100% học viên tham gia khóa học đạt yêu cầu, trong đó có 25 đồng chí đạt loại giỏi chiếm 37,7%, 34 đồng chí khá chiếm 48,6% và 11 đồng chí xếp loại trung bình. Theo kế hoạch, vụ mùa năm 2020, cơ cấu giống lúa thuần chiếm trên 80%. Huyện Tuần Giáo lựa chọn các giống lúa cho năng suất cao và tương đối ổn định, được huyện chỉ đạo các địa phương gieo trồng, gồm Bắc Thơm, IR64, nếp, vai gãy, nhị ưu 838. Hiện nay toàn bộ giống và phân bón đã được cửa hàng vật tư nông nghiệp của huyện nhập về và phân phối tới đại lý ở các xã, bảo đảm chất lượng, cung ứng đầy đủ cho bà con nông dân. Để bảo đảm sản xuất vụ mùa đạt hiệu quả, huyện Tuần Giáo đã khuyến cáo người nông dân phải tuân thủ theo cơ cấu giống có trong danh mục chỉ đạo, không nên tự ý trao đổi giống không rõ nguồn gốc, ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. Về thời vụ gieo trồng, huyện chỉ đạo nông dân tập trung gieo mạ trong tháng 6 và kết thúc việc gieo cấy trong tháng 7. Sâu keo mùa thu là đối tượng dịch hại nguy hiểm có khả năng lây lan rất nhanh và gây hại trên 300 loài thực vật. Bắt đầu xuất hiện và gây hại trên địa bàn huyện Tuần Giáo từ tháng 3 năm 2019. Hiện nay sâu keo mùa thu tiếp tục xuất hiện trở lại, gây hại ở hầu hết các xã thị trấn với mật độ trung bình 4 con trên 1m2. Nơi cao 9 con trên 1m2, gây hại mạnh trên cây ngô ở giai đoạn sinh trưởng từ 2 đến 7 lá. Để phòng chống sâu keo, các ngành chức năng huyện Tuần Giáo khuyến cáo người dân cần chủ động trong việc thực hiện tốt các biện pháp canh tác, thủ công, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng quy trình theo hướng dẫn của cán bộ để đạt được hiệu quả cao. Hiện nay, Điện lực Tuần Giáo đang quản lý 432,2 km đường dây, 128 trạm biến áp với tổng công suất 18.864 kV-A, phục vụ hơn 20.000 khách hàng sử dụng điện tại 19 xã thị trấn của huyện Tuần Giáo và 4 xã thuộc huyện Mường Trà. Để đảm bảo tránh những sự cố đáng tiếc ảnh hưởng đến sản xuất sinh hoạt của người dân, để đảm bảo cung cấp điện cho khách hàng, Điện lực Tuần Giáo đã và đang thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo an toàn hành lang lưới điện. Điện lực Tuần Giáo đã tổ chức các đợt kiểm tra đường dây, chặt tỉa, cành, cây cối trong và ngoài hành lang lưới điện, cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm, thường xuyên bảo dưỡng các thiết bị điện, xứ cách điện trên đường dây và trạm biến áp toàn hệ thống. Do vậy, tình trạng vi phạm về hành lang an toàn lưới điện giảm. Bên cạnh đó, Điện lực cũng đã hướng dẫn người dân khi xây dựng nhà ở công trình phải đảm bảo khoảng cách an toàn với lưới điện, cụ thể, khoảng cách ngang từ bất kỳ điểm nào của nhà ở công trình đến dây dẫn gần nhất, đảm bảo lớn hơn hoặc bằng 2m đối với cấp điện 22 kV và 3m đối với cấp điện 35 kV. Về khoảng cách đứng từ bất kỳ bộ phận nào của nhà ở công trình đến dây dẫn điện gần nhất phải đảm bảo từ 3m trở lên đối với đường dây có điện áp đến 35 kV
và phải đảm bảo một số điều kiện được quy định tại Điều 13 của Nghị định 14 NĐ-CP. Trong nhiệm kỳ qua, xã Trường Sinh đã được đầu tư xây dựng trụ sở xã đảm bảo đáp ứng nơi làm việc cho cán bộ công chức xã. Hàng năm tiến hành tu sửa các tuyến đường liên bản và một số tuyến đường bê tông được nhà nước đầu tư đảm bảo cho nhân dân đi lại thuận tiện. Trong nhiệm kỳ, đã được bàn giao đưa vào sử dụng một tuyến đường bê tông, một cầu treo từ quốc lộ 279 vào bản Hiệu. Bên cạnh đó, nhân dân chủ động nạo vét các tuyến đường kênh mương đảm bảo tưới cho đồng ruộng, tiến hành nghiệm thu đưa vào sử dụng hai tuyến kè bảo vệ khu dân cư bản Ly Xôm, bản Dần, một tuyến mương nội đồng bản Che Phai 1. Thưa quý vị và các bạn, song song với việc triển khai đồng bộ 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, cấp ủy chính quyền xã Quẻ Cang đã tập trung chỉ đạo các ban đoàn thể của xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ lợi ích, ý nghĩa của việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, từ đó nâng cao tinh thần tham gia, đóng góp ủng hộ của người dân. Trong phong trào thi đua làm đường giao thông nông thôn, với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, chính quyền xã luôn xác định sự ủng hộ đóng góp của nhân dân đóng vai trò rất quan trọng. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phong trào làm đường giao thông nông thôn của xã Quải Cang đã nhận được sự đồng thuận nhất trí cao trong cộng đồng dân cư, trở thành phong trào thi đua sôi nổi. Nhân dân địa phương đã tự nguyện hiến đất làm đường, tích cực đóng góp kinh phí vật tư, ngày công để nâng cấp, mở rộng và cứng hóa các tuyến đường liên xã, liên bản. Những năm gần đây, để phong trào sản xuất chăn nuôi tổng hợp phát triển sâu rộng trong quần chúng nhân dân, huyện Tuần Giáo đã chủ động chỉ đạo các phòng chuyên môn tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt, hướng dẫn cách phòng chống dịch bệnh trên các loại cây trồng vật nuôi, từng bước quy hoạch các vùng chuyên canh về chăn nuôi trồng trọt. Đồng thời, huyện cũng chủ động tìm đầu ra và giới thiệu sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường, tạo cơ hội để các mô hình kinh tế trang trại, gia trại phát triển ổn định. Trong những năm qua, công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội luôn được Công an huyện Tuần Giáo đẩy mạnh tăng cường, triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh với các loại tội phạm, không để xảy ra tội phạm hoạt động theo kiểu băng nhóm xã hội đen, không để phát sinh các địa bàn tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự. Nhiệm kỳ 2015-2020 đã vận động đầu thú 29 đối tượng truy nã, lập hồ sơ đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc 91 trường hợp, đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc 90 trường hợp, đều đạt và vượt so với chỉ tiêu công an tỉnh giao hàng năm, góp phần làm giảm tội phạm. Trong công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, đã điều tra làm rõ 184 trên 196 vụ vi phạm hình sự, bắt 226 đối tượng, thu hồi tài sản có giá trị hàng trăm triệu đồng trả lại cho người bị hại. Tội phạm hình sự giảm 46,8% so với nhiệm kỳ trước. Trong nhiệm kỳ qua, Công an xã Tòa Tình đã tích cực phối hợp cùng các ban đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, quy ước hương ước của địa phương, tổ chức ký cam kết, giao ước thi đua xây dựng cơ quan đơn vị, trường học và các bản, đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Bên cạnh đó, tích cực thực hiện cuộc vận động, nhân dân tự giác giao nộp vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Trong 5 năm qua, đã vận động nhân dân trên địa bàn xã giao nộp hơn 100 khẩu súng tự chế các loại. Thời gian qua, do thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng sinh hoạt ở Đảng bộ xã Mừng Mùn, nhiều chi bộ đã phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở. Đội ngũ cán bộ đảng viên đã nâng cao nhận thức, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm. Đồng thời, thông qua sinh hoạt chi bộ, cấp ủy nắm bắt được tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên, để từ đó có biện pháp khắc phục, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. 100% đảng viên tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chi bộ và được phân công nhiệm vụ cụ thể. 100% chi bộ đảng viên và trên 95% quần chúng được phổ biến quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Đảng bộ phấn đấu. 100% các bản đều thành lập được chi bộ, phấn đấu hàng năm có từ 85 đến 90% trở lên chi bộ đạt trong sạch vững mạnh và không có chi bộ yếu kém. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Quẻ Cang đã tập trung nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, trong đó chú trọng đến công tác phát triển đảng viên, coi đây là nhiệm vụ then chốt. Thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ xã đề ra, Đảng bộ xã Quẻ Cang đã tập trung củng cố kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đảng viên. Trong 5 năm qua, Đảng bộ kết nạp được 68 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 289 đảng viên, sinh hoạt ở 13 chi bộ trực thuộc. Số đảng viên mới chủ yếu trong độ tuổi thanh niên ở các đơn vị trường, người dân tộc thiểu số,
có trình độ, năng lực, đảm bảo đủ các tiêu chuẩn. Đảng bộ xã Thanh Phong có 93 đảng viên sinh hoạt ở 9 chi bộ trực thuộc. Xác định việc đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong việc củng cố xây dựng đảng. Những năm qua, các chi bộ cơ sở thuộc đảng bộ xã Thanh Phong đã thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về việc duy trì sinh hoạt định kỳ hàng tháng. Nội dung các buổi sinh hoạt đều bám sát chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, tập trung lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng, phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng bản làng, gia đình văn hóa. Một số chi bộ còn ra nghị quyết chuyên đề đối với nhiệm vụ cụ thể. Nhờ đó, kinh tế tiếp tục tăng trưởng, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi chuyển biến tích cực, xây dựng nông thôn mới bước đầu đạt kết quả tốt, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Tuần Giáo. Nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung bài viết Quải Tở tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ xã Quải Tở có 26 chi bộ trực thuộc. Đến nay, các chi bộ đã hoàn thành tổ chức Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025. Hiện công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 25 diễn ra vào ngày 8 tháng 6 tới đây được tập trung triển khai trên tinh thần tích cực, chủ động, khẩn trương, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Đảng bộ xã đã thành lập các tiểu ban văn kiện, nhân sự, khánh tiết, tuyên truyền và tiếp nhận giải quyết đơn thư. Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020-2025, đã được xây dựng và lấy ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo xã qua các thời kỳ, thông qua đại hội gửi đến các chi bộ để lấy ý kiến đóng góp của đảng viên và nhân dân. Về công tác nhân sự, xã Quải Tở đã hoàn thành việc bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ tới. Có 12 đồng chí được lựa chọn vào danh sách bầu cử. Tỷ lệ các đồng chí trong độ tuổi từ 40 đến 50 tuổi chiếm khoảng 40%. Tỷ lệ cán bộ nữ chiếm 15 đến 20%. Về trình độ của cán bộ, công chức thực hiện theo đúng chỉ thị số 35. Cán bộ công chức cấp xã có trình độ đại học, trình độ lý luận chính trị từ sơ cấp trở lên. Chia sẻ về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã, đồng chí Lò Văn Phúc, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Sau khi có chỉ thị 35 của Ban chấp hành Trung ương cũng như là các văn bản hướng dẫn quy định của huyện ủy, đảng bộ chúng tôi tập trung họp ban chấp hành và tổ chức triển khai đến các bí thư chi bộ. Chúng tôi đã chỉ đạo các bí thư chi bộ khảo sát, lấy phiếu tín nhiệm, rồi sau đó thì chúng tôi tiếp tục chỉ đạo và xây dựng cái kế hoạch chỉ đạo các chi bộ tổ chức đại hội. Ban chấp hành xuống ở tất cả các chi bộ tuyên truyền về cái công tác chuẩn bị cho đại hội, vận động bà con nhân dân phát động các thi đua để chào mừng đại hội đảng bộ của xã. Cơ bản là về chuẩn bị nhân sự cũng như là chuẩn bị cho tất cả về các văn kiện của đại hội thì chúng tôi đã chuẩn bị rất là cẩn thận. Bên cạnh việc chuẩn bị về văn kiện nhân sự đại hội, các công tác liên quan đến việc chuẩn bị đại hội được xã chú trọng, trong đó công tác tuyên truyền được tăng cường. Đảng bộ xã giao các tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân, tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động của cán bộ đảng viên nhân dân. Việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trước, trong và sau đại hội cũng được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Phần cuối chương trình là nội dung bài viết Tuần giáo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Việc đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trên địa bàn huyện luôn được huyện ủy Tuần giáo xem là nhiệm vụ trọng tâm và quan tâm chỉ đạo sát sao. Nhờ đó, các buổi sinh hoạt chi bộ dần đi vào nề nếp, chất lượng ngày càng được nâng lên, vai trò lãnh đạo của chi bộ được khẳng định. Đảng bộ huyện Tuần giáo hiện có 54 tổ chức cơ sở đảng, 23 đảng bộ cơ sở, 31 chi bộ cơ sở với 4.187 đảng viên. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt, huyện ủy thực hiện nghiêm các nguyên tắc, hướng dẫn của cấp trên, đặc biệt là việc phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ, ban chấp hành và cán bộ chuyên viên các ban xây dựng đảng tham gia sinh hoạt cùng và theo dõi tại các chi bộ. Ban hành văn bản hướng dẫn các nội dung cần thực hiện trong các buổi sinh hoạt chi bộ. Đảng ủy các xã thị trấn trên địa bàn cũng được thực hiện
nghiêm việc phân công các đồng chí đảng ủy viên trực tiếp phụ trách chỉ đạo kiểm tra, dự sinh hoạt tại các chi bộ. Hàng tháng, quý, năm, các đồng chí được phân công theo dõi giúp đỡ các chi bộ, báo cáo kết quả với đảng ủy xã để kịp thời lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ và khắc phục những hạn chế tồn tại. Cùng với đó, chế độ sinh hoạt của các chi bộ đã dần đi vào nề nếp. Nhiều chi bộ thôn bản đã tổ chức sinh hoạt một lần trên tháng theo quy định của điều lệ đảng, với tỷ lệ đảng viên tham gia trung bình đạt trên 90%. Nhiều chi bộ thường xuyên tổ chức các cuộc họp chuyên đề. Nội dung sinh hoạt cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng với nhiều chủ đề phong phú, quán triệt, nghị quyết, chỉ thị, quyết định của cấp trên, thông tin tình hình, thời sự quốc tế trong nước ở địa phương. Kiểm điểm đánh giá, việc thực hiện nhiệm vụ được giao trong tháng, đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề từng năm. Việc đổi mới hình thức sinh hoạt chi bộ được nhiều chi ủy, bí thư chi bộ quan tâm. Một số vấn đề trọng tâm, những bức xúc trong tư tưởng, những vấn đề liên quan, thiết thực, thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, được đảng viên thảo luận để đi đến thống nhất. Tinh thần phê và tự phê của đảng viên trong sinh hoạt, trong phát biểu xây dựng nghị quyết có nhiều tiến bộ. Nhờ đó, chất lượng các cuộc sinh hoạt được nâng lên, giúp cho đội ngũ đảng viên nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, giúp chi bộ thực sự trở thành hạt nhân lãnh đạo, nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Nói về giải pháp củng cố chi bộ yếu kém ở đơn vị mình, ông Vừa Sái Sùng, bí thư đảng ủy xã Pú Nhung cho biết. Hiện nay thì để có một số chi bộ nông thôn thì cũng cái chất lượng hoạt động sinh hoạt thì cũng còn hạn chế. Ví dụ như các cái nội dung sinh hoạt thì cũng còn chưa phong phú, còn nhiều nàn. Giờ là một số đồng chí bí thư chi bộ thì do trình độ thấp, do là cái công tác điều hành thì cũng hạn chế. Thế cái giải pháp tới đấy thì chúng tôi là tiếp tục phân công các đồng chí cấp ủy viên đấy, phụ trách từng chi bộ và xuống cùng các cái chi bộ sinh hoạt hàng tháng, hướng dẫn cho bí thư chi ủy, chi bộ và chi ủy của từng chi bộ đó để làm sao người ta biết điều hành một cái buổi sinh hoạt, biết chuẩn bị một cái nội dung cho sinh hoạt đấy, để làm sao mà không còn những cái chi bộ mà yếu kém đó. Cùng với đó, hình thức sinh hoạt đã được đổi mới theo hướng thiết thực. Các chi bộ ở cơ sở dành nhiều thời gian đánh giá về tình hình thực hiện các nghị quyết về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới của địa phương, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Các chi bộ ở cơ sở đã thảo luận thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo trong thời gian tới, nhằm phát huy vai trò hạt nhân chính trị của các chi bộ và trách nhiệm của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Tuần Giáo hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào, tạm biệt. Anh em, chú ý. Winner X sắc cạnh, giá thể thao dũng mãnh, khuyến mãi bằng siêu khủng, siêu nóng bỏng ngày hè. Lãi suất 0%, mua xe siêu ưu đãi, quà cho tay ngập lối, lối bảo hiểm cả đầu, bộ phụ kiện cực chất. Xóa hè Winner mới, phơi phới đời thêm vui. Mua xe Winner X trả góp lãi suất 0%, tặng nón bảo hiểm, bộ phụ kiện từ 15 tháng 5 đến 15 tháng 7 năm 2020. Winner X xóa hè thêm vui, ngập tràn quà tặng, hãy đến hết ngay. Anh em, chú ý. Winner X sắc cạnh, giá thể thao dũng mãnh, khuyến mãi bằng siêu khủng, siêu nóng bỏng ngày hè. Lãi suất 0%, mua xe siêu ưu đãi, quà trong tay ngập lối, lối bảo hiểm cả đầu, bộ phụ kiện cực chất. Xóa hè Winner mới, phơi phới đời thêm vui. Mua xe Winner X trả góp lãi suất 0%, tặng nón bảo hiểm, bộ phụ kiện từ 15 tháng 5 đến 15 tháng 7 năm 2020. Winner X xóa hè thêm vui, ngập tràn quà tặng, hãy đến hết ngay.